Chồng thiếu gia của Diệp Lam Anh công bố ly thân trong ngày sinh nhật con trai khiến netizen bức xúc. Chấn động nhất vi biết từ qua đến nay là thông tin thiếu gia Đức Phạm xác nhận ly thân với Diệp Lam Anh từ đầu năm 2021. Trên trang cá nhân, anh cho biết cả hai đang trong giai đoạn giải quyết những thủ tục để đi đến quyết định cuối cùng hợp lý nhất. Đáng nói, ngay thời điểm Đức Phạm đăng tải bài viết trên cũng là lúc vợ đang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai nhóc tỳ. Cụ thể, doanh nhân Đức Phạm chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về việc anh và vợ, diễn viên Diệp Lam Anh đã ly thân và chuẩn bị ly hôn. Tôi và Diệp Lam Anh có những trục trặc trong hôn nhân không thể cứu vãn và ly thân từ tháng 1. Vấn đề chính là gì thì Diệp Lam Anh là người hiểu rõ nhất, tôi không muốn đem ra bàn tán. 10 tháng qua, cả hai đang trong giai đoạn giải quyết những vấn đề về thủ tục ly dị để đi đến quyết định cuối cùng hợp lý nhất cho tất cả, doanh nhân Đức Phạm cho biết. Một tiếng sau khi đăng tải bài viết, doanh nhân Đức Phạm khóa trang cá nhân. Khi chồng thiếu gia bất ngờ lên tiếng về tình trạng hôn nhân của hai vợ chồng, Diệp Lam Anh tỏ ra bình thản. Cô cho biết hôm nay là sinh nhật của con trai B-Boy nên đang bận chuẩn bị, không có thời gian chia sẻ chuyện gia đình. Mọi thông tin sẽ được xử lý sau hôm nay, Diệp Lam Anh nói. Liên quan đến việc này, trên mạng xã hội lập tức nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều netizen tỏ ra không đồng tình, cảm thấy khó hiểu khi ông xã Diệp Lam Anh thông báo chuyện ly thân vào đúng dịp sinh nhật con. Đa phần cho rằng vấn đề hôn nhân nhạy cảm thế này nên lựa chọn thời gian hợp lý để công bố, nhất là giữa thời điểm cặp đôi đang được dư luận quan tâm bàn tán. Trao đổi với truyền thông, phía Diệp Lam Anh đồng quan điểm: tôi cũng không hiểu động cơ nào mà Đức Phạm lại viết thông báo đó, trong khi hiện tại cả hai vẫn đang vui vẻ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hai con. Tôi khẳng định là gia đình của Diệp Lam Anh đang sống hạnh phúc, gia đình vui vẻ với nhau, cùng sống trong một căn nhà của gia đình chồng. Tôi cũng như Diệp Lam Anh hoàn toàn bất ngờ về điều này. Nguồn cơn của sự việc này bắt nguồn từ hôm 30 tháng 10, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền video chồng Diệp Lam Anh sánh đôi cùng người mẫu diễn viên Quỳnh Thư. Cả hai bị cho là đang bí mật hẹn hò, Quỳnh Thư bị nhiều người chỉ trích cho là tiểu tam xen vào phá hoại hôn nhân của Diệp Lam Anh. Trước bão dư luận, diễn viên cô nàng bất đắc dĩ vẫn giữ im lặng. Từ tháng 8, Diệp Lam Anh và thiếu gia Nghiêm Đức bị đồn đã bí mật ly hôn. Một thời gian dài, nữ diễn viên không chia sẻ ảnh của chồng trên trang cá nhân. Hôm 22 tháng 8 là sinh nhật của Diệp Lam Anh, nhưng ông xã cô cũng vắng bóng. Thời điểm đó, khi được hỏi về chuyện hôn nhân, Diệp Lam Anh cho biết, cuộc sống của tôi diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Diệp Lam Anh sinh năm 1989, được biết đến qua vai trò người mẫu, vũ công, ca sĩ, diễn viên. Năm 2018, cô kết hôn với Nghiêm Đức, thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có, kinh doanh bất động sản và hệ thống xe máy lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đôi vợ chồng có hai con đủ nếp tẻ, con gái Boring sinh năm 2018 và con trai B-Boy sinh năm 2019. Từ khi lấy chồng, Diệp Lam Anh hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung làm kinh doanh. Cô đang là chủ cửa hàng, chủ trà sữa nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, là diễn viên có mối quan hệ tốt với gia đình chồng, được mẹ chồng yêu thương như con gái. Thưa các bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Từ chương trình TV, xin cảm ơn và trân trọng với sự góp ý của bạn.